他不过冲过啥？那怎么说啊？好了，怎么说？真好了。打。这个呢，那怎么说的？这个哪个呗？你好啊，鸡哦，这个。这个呀，鸡蛋呀。知道。来喽。没煮鸡，可没煮。煮啥？给你个。鸡鸭，这个鸡鸭。哎，嘎口，不得空把个蛋，不得给了，弄得那空把个蛋。啊。嗯，对对对。真的要，真的不闹到。真的。给你了，多少嘞？真的嘞。谁呀？多少？真的闹，那真闹着哇。春木上那叫叫豆儿。你别来了，春木上这个脑袋挺个地方啊，今天。哥，这个春木上啊。我昨天春木上。哎，春木上。短藤。嘿，人家没乱，没乱嘛。嗯，坐，来。可能呢，等你过来，俺来过来，你可别一听哪样。你这讲给那了多子？给那呀？给那了生产呢？你买给那了安小子？给那忙的哟，红米皮，红米皮给安。哥，后来哥帮他，哥来送的。对啊，叫哪呢？叫哪？啊？来干嘛？这里来安多了。那搞么少呗？那搞么少？那搞么少？叫哪呢？叫哪么叫？叫哪么到五点了？có biết sport chưa? Em hỏi anh mà anh nói mà anh biết hết rồi mà anh chưa. Thế nào là? Đồng nghĩa đấy. Hả? Thế nào? Em nguyên chất đấy. Hả? Thế nào? Nguyên chất không có pha tạp không. Cái này để cả ngày này nó không bao giờ tan. Ừ, cái này tất nhiên là tan rồi. Nó không chảy đâu. Còn đồng nghĩa bình thường mà họ pha với ấy. Để dưới trời nắng ngày tí nó chảy hết ra. Nguyên lượng bạc nữa mà chứ anh thì nó vàng mà nó có bạc đâu chứ. Thế hôm nay bán được bao nhiêu thuốc rồi? Bán được nhiều tiền lắm, nhiều tiền lắm. Đây cả một ba lô đầy đây. Thế một tí phải khao đi ăn phở nhá. Ok, một tí em khao anh ăn phở, anh trả tiền. Em đã khao rồi thì còn anh trả tiền. Anh có chợ nhưng mà mẹ anh có bán thuốc đâu. Bán thuốc ở đây à? Mẹ anh có bán xa đâu. Mẹ đi chợ rồi. Đây không ăn cáo ăn. Cấp của tao mua nghi nhiều. Cấp tao mua nghi nhiều. Cấp tao mua nghi nhiều á. Cấp tao lưu vậy thôi. Chúng nó lúc đấy hình dạng à? Chúng nó lúc đấy hình dạng à?
Nó sẽ tụi lưng có bởi cả chị chỉ lấy ít bề có mình vô này lấy khỏi. Nó có bởi mình nhục bảo kỳ hả? Ồ, chú có bổn tớ thiết. Không, cái này hàng thì bình thường mà. Ồ, tụi nó dọn chà à? Chà mà. Giữa giờ thế nào rồi? Giữa giờ thế nào rồi? Giữa giờ thế nào rồi? Giữa giờ con này giữa gì bảo là? Anh chỉ 100 nghìn. 100 nghìn hơn mà. Em thử thổi cho anh xem ạ. Có một bó chua lên thì lấy bó thổi. Mẹ em hả? Mẹ em hả? Cái này em thổi được mà, nhưng mà em thổi nó không. Em thử thổi xem mà, thổi anh xa thổi đấy, anh quay xem mà. Thổi anh luôn. Thì em không thổi được đâu. Cái này mẹ 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 thổi đấy. Cái này mẹ 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 giới thiệu về thuốc này. Giới thiệu về thuốc anh muốn biết không đi? Anh chỉ quan tâm với loại thuốc khỏe. Thuốc làm đẹp hay là thuốc khỏe luôn? Thuốc khỏe thì cái này đàn ông thì cái này tốt lắm ấy. Có biết để quay nào? Thâm ma, cái này này. Cái này sần xa này, trộn vào cái này. Với lại tam thất nữa. Tam thất này. Với lại tam thất nữa trộn vào với nhau này, mang đi với thịt. Thế ăn xong không khỏe thì lắm nào? Không khỏe, đảm bảo khỏe luôn, nhưng vấn đề là sao? Vấn đề là cái này anh chỉ hiểu em không biết. Nhưng mà như nào để biết là mình khỏe hay mình không khỏe? Tí đã. Anh cần quay cái gì nữa không? Thế anh quay nhiều như thế phải mua nhá. Được, anh sẽ mua. Cứ ngay uống cái này tốt lắm. Anh đây có vợ đâu mà dự trữ. Bây giờ biết đâu bất ngờ mình có con đúng không? Cho anh phỏng vấn vài câu nhé. Có lẽ anh phỏng vấn vài câu là xong thì mua hàng cho em là được. Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay em 22 tuổi rưỡi. Sắp 23 rồi. Thế em biết yêu chưa? Em chưa có biết yêu. Chưa biết yêu à? Đâu mà không biết yêu. Em chưa có biết yêu nhỉ? Có ai biết yêu không nhỉ? Để dạy nó. Anh Vinh biết yêu thì chỉ cho. Vinh biết yêu chưa? Chưa biết à? Còn chưa biết sao cháu dám biết được đúng không? Ơ, chết rồi, không biết yêu gì. Thế hôm nay em bán được thuốc nào chạy nhất? Hôm nay á? Nói chung là hàng của em ấy thì khách dùng quen cái nào thì hay mua cái đấy. Nói chung là hàng chạy nhất ấy thì cái này này, thuốc này bán chạy nhiều nhất này. Cái này á? Đi được không? Anh thử đi. Không uống nước. Cái này chị nhờ. Chị rất là thấy được. Nhưng mà rất gác ngoài ra.
Em không phải quay anh chứ? Không phải quay đâu. Đánh quá. Không quay đâu. Em không có chức năng quay. Em nói là em yêu anh đi. Để em tắt đi. Em mà yêu anh nữa thì có mặt loạn luôn à? Thì em nói quay ra đây. Thế thì em giới thiệu về thuốc của em để người ta dám mua đi. Tức là em giới thiệu về thuốc nào là tác dụng nhất này, và chữa bệnh gì nhất này, như nào. Đúng không? Em chỉ biết một trong cái cơ bản thôi, còn những cái khác là... Em nói về hai cái loại thuốc mà đặc biệt nhất. Biết rồi. Chị biết mà ngoài ra cũng rất là tốt này, rửa sạch xong rồi còn cái nào nữa? Có thể như vậy nó là còn cái là con này. Rất là đặc biệt. Nhưng mà người đang đánh nhỉ? Thế này là đường mía nguyên chất luôn à? Mía nguyên chất luôn đấy. Ok.